giờ này không có nói toán gì, nó ở cái gì nói liền đi. Ta nói liền ơi. Im lặng là vàng, nói là bạc. Ừ. Mình chọn cục vàng hay cục bạc chứ ta tu thì chọn cục vàng mới lớn đem ra tiệm bán rất nhiều tiền, cục bạc mới lớn bán có nhiều tiền. Không, rồi nói gì tôi rồi này nói tôi trả lời đi, tôi chọn cái im lặng. Im lặng, tôi chọn im lặng, ai chọn gì vàng, tôi chọn cái im lặng rồi một câu tiếp đi. Im lặng là tốt nhất. Im lặng mình mới câu thông về thượng đế nha, là một trí huệ rồi. Tu sau á, cái xác còn nguyên hồn mới là ngoan, tu mà cái xác không hồn á, khổ lắm đó thôi. Mình tu như thế nào để chủ quyền nở mặt nở mày, chứ đừng có tu mà xuống hầm cầu, đau lòng lắm. Cái này bạn hay hỏi. Cái này trao đổi với nhau. Rồi tôi nói là giữ xác tu hay hơn, chứ đừng có cái gì giữ xác được, mở trí huệ luôn, không có gì hết. Rồi câu thứ ba đi. Phải giữ xác. Rồi còn câu gì? Cần cái gì? Mất tiêu rồi, vậy thôi khỏi. Hỏi mấy này nha, dễ ợt ha. Ông hỏi tới mây xanh đó. Ừ. Ông phải hỏi tôi mây xanh chứ không hỏi mấy cái này là đơn giản lắm. Một cái lẽ ông hỏi chứ ông đi với ông làm gì hay là ông cái gì được cái gì. Tôi sẽ nói mỗi cái lẽ cho nghe. Và cái lẽ ba nè, mới này nè. Là sao? Đi được cái gì, thấy cái gì. Nếu khách hỏi vậy, tôi sẽ trả lời cái câu đó. Rồi thì tôi trả lời luôn, thì tôi trả lời luôn. Không được cái gì mà cũng không có cái gì, đều không có hết. Bây giờ nè, bây giờ huynh đem, bây giờ nè tôi nói, hồi cậu qua thế giờ ai được cái gì, và ai có, ai mất cái gì nè, ông tự hỏi đi. Không được gì và không có gì, không không có gì có mà không gì được. Rồi xong, rồi ông muốn nói gì không nói. Bây giờ nếu cậu ông muốn nói vậy, chỗ hồi đó nhà con biết. Nhưng mà giờ con hỏi ông Út cái mắt mà Út nói ra. Con biết gì hết nha, cái gì con biết, con đây là con đi với chú. Ông ngồi đây, nãy lên đây là đầu tiên nãy ông thấy rồi đó. Nãy ông là người thấy nhất. Nãy cứ giọng đây là chỗ này là chỗ của người ta. Nhưng mà con đây là, giờ là cái này của con là người dân không đi trước. Bây giờ ông Út đang ngồi vô bàn, con sẽ hỏi ông Út. Nãy ông Út nói là ông Út chọn vàng đúng không? Bạc với vàng. Không, à, chọn vàng với... Thầy ông Út đây rồi, nhưng mà đó chọn con. Chọn vàng với cái không. Là bua kìa nha. Nếu mà ai nói sai á, trời đánh nha. Thiên lôi đã nha. Con nói rồi nha, con không biết gì hết. Con nói này, người lớn nói bất cứ cái gì mà con cay mắt rồi con hỏi. Nếu con hỏi sai, thiên lôi đã con chịu, trời đánh con lề chịu, phủ quyền phạt con chịu. Đó là lời ông ngoại con nói. Ở trên cái phủ ông ba thôi. Ông ngoại con đây là nhà ông ba bảo. Ông ngoại con là chỉ khác, đó là chỉ nhà, ở đẳng là chủ phủ, ở đẳng là phủ ông ba. Còn ở nhà ngoại con có để chữ bản đàng hoàng đấy, nhà ông ba, đó là ở dưới ông để cũng vẽ như vậy. Nhưng mà nền của ngoại con là nền vàng chữ đỏ, Long Trần Văn Bảo. Bây giờ con đến đây, lần đầu tiên con đến ông phủ ông ba, thôi, chợ mới là cái gì của con cũng mới hết. Thì bây giờ cái câu ông nói con cũng nghe mới, vàng và bạc, ông nói là ông chọn vàng. Đối với bé heo á, bé heo chọn bạc. Nếu không có bạc làm sao có vàng? Là câu thứ nhất. Hồi nãy ông nói đây, ông hỏi ông ba thằng nông, con cũng mới biết ông luôn. Ông nói đúng. Ông Út cũng nói đúng, nếu quay là trái máy đúng. Tại vì đây là trao đổi với nhau. Nếu mà quay qua rồi lại, nếu mà không quay hết cái đoạn mà trao đổi đó, là trái máy thiệt là nó nóng quá là nó sẽ cháy. Đó là trái máy, ông nói là đúng, là đúng câu đó nha. Cái gì, ông Út, ông ba người yêu con heo nó đến đây cái gì cũng mới, con đến đây cái gì cũng mới. Nếu mà tất cả mà các anh mà quay lên thì phải quay cho tới. Còn nếu mà quay giữa đoạn đất thì nó ngủi mái mẹ rồi. Ông quay nếu mà hết cái đoạn mà trao đổi với nhau đấy. Rồi thêm con còn nhỏ, con hắc mắc nó trả lời tới chiều luôn là cái máy nó cháy liền ba cái, nó không cháy. Con không phải là con heo. Đó là ông nói câu đó, con nói đúng. Đúng không? Rồi câu mà ông hỏi ông ba. Ông ba trả lời đó, đến đây cái gì cũng không, ông nói là có. Rồi con hỏi ông, hôm qua nay con đến đây con không có vô phủ, con chỉ vô phủ giờ là 10 giờ con mới vô phủ thôi. Bây giờ cũng vậy, 10 giờ con sẽ vô phủ, tới 1 giờ con sẽ rời. Đó là con nói, con đi là con cũng trả lời, không có cái gì hết. Còn nếu ông ngoại con nói, cái gì có,
Thì bây giờ ông ngoại con nói là ông thấy con nói là ông ngoại con nói không có nha. Nhưng mà ông Tư Phát ở xã Phú Phụng, ủa ông nghe con nói nè, ông nói như ông vậy đó, mà ông giải thích coi ông giải đúng như ông Tư Phát nói không? Ông nói có, bây giờ ông giải thích cho con đi. Ông đi cái phủ ông Ba Thới, ông có những gì? Bé hai xe, bé heo sẽ cho nghe lời ông. Rồi ông trả lời ông Tư Phát ở xã Phú Phụng. Nói chuyện dạ. Bên anh Ba này á, tôi nói vừa câu. Rồi cái câu gì thì anh Ba anh có giải đáp lại liền, anh nói ý anh ơi. Rồi đó ông trả lời là không có. Cái đó là nó mới có gọi là trao đổi. Hôm nay cũng muốn nói là trao đổi, nhưng mà bây giờ tôi nói vụ cái cục vàng với cục bạc thôi. Tôi nói cô thì cô chọn cái cục bạc, bởi vì có bạc mới có vàng. Lộn rồi, bốn số giờ SCC làm gì có bạc, quá sai, đúng chưa? Ông nói vậy tôi trao đổi vậy đủ rồi đó. Tôi không có trao đổi nhiều. Rồi bắt tay, ok. Không có trao đổi đây nè. Đây là thôi kệ đi heo ơi, kệ à, ông Ba bắt lai với ông Út rồi đó, kệ đi đâu có gì, mình bàn luận mà heo. Ông Út nói đúng, nhưng mà khi trao đổi là ông Út phải đi trao đổi, ông Út phải bàn. Tại vì đó là nói nghe đó là tám vạn 4.000 pháp môn thì cái nào nó cũng đúng. Rồi ông Út thì cái ý của ông cũng đúng, rồi ý của ông Ba cũng đúng, ý con cũng đúng, đều đúng cái này. Ba người ba ý thì giống như 8 vạn 4.000 pháp thôi, không ai sai, không ai sai. Ông Út cũng vào á, con hồi nãy ông Ba chưa đến á, ông Út cũng nghe con nói nhưng mà ông không có xen. Tại vì con nói ở đây á, là con nói trong anh em đi chung của con. Tại vì ông Út ông nói có ai nói người đó trả lời, không. Rồi đi lại vào năm mùa bao hay gì? Con nghe được. Lại lại bàn trao đổi á, mà khi người khác á. Lại năm qua rồi tư mình ngồi bàn nó nói chuyện. Ông mới có 2 câu là. Đi giờ hay chừng nào? Không đồng ý. Tại vì sao bé heo không đồng ý không? Tại vì thứ nhất, ở ngoài đời là ông Út lớn tuổi, khi ông đã chấp nhận ông nằm ở trên võng cả buổi rồi, ông đã ngẫm nghĩ 3 câu rồi. Mà bây giờ mới có 2 câu à? Cái câu thứ 3 ông ngừng. Ủa nãy thằng ấy nãy bé heo thắc mắc ông Út mà. Ông Út nói á, giống ở ngoài cái gì cũng có, mà tới cái câu của ông Tư thì ông Út không có trả lời. Ông không trả lời được một đứa con nít. Đất thủ như vậy. Không phải là không nói được hay gì. Nhưng mà không, ổng đã ra khỏi bàn là không nói nữa. Ở đây không hợp là không hợp, đây là trao đổi với nhau, khùng với khùng trao đổi, con là khùng đi. Nên con đâu có giáp vô phủ ban ngày đâu. Ban đêm con mới vô phủ không mà chú có gâu. Ban đêm con mới vô phủ, ban ngày con không nhờ giáp vô phủ. Tại vì đây là cái gì của con cũng mới đó, lần đầu tiên con mới. Ban ngày mà nếu con lợi con thấy cái gì mà trái trai ra mắt con nói là có hệ mấy chú. Nói con mới đừng trả lời. Chỉ có ông trời ông bên con thôi. Thế sao ông con nghe mà trời chuyển mưa cái là con có quyền con nói. Mà ông trời nắng là con nít. Con là vậy cái đó cái cơ. Chú có gâu chú nhìn con chú biết. Con bị cái triệu chứng đó là 12 tuổi tới giờ. Nếu mà ông trời ông chuyển mưa là con nói thoải mái luôn. Kể cả mấy chú trong phòng đó đây con cũng vẫn nói. Mà trời nắng là con sẽ nít. Đó là cái lạ của con. Có cái gì con thấy lạ là con hỏi. Một đứa con nít mà thấy lạ là phải nói. Hắc mắc là hỏi. Nó là như vậy. Từ đầu con đến đây con dân này con thấy chú là cũng biết nhiều lắm, nhưng con không hỏi. Đây nhiều khi mình thấy thắc mắc, nhiều khi mình hỏi ổng. Hỏi nhiều khi mình hỏi một đường không hiểu một nẻo nữa rồi hai ông cháu sẽ gây lộn. Nên con lên dân động ở đây chú nhằn dẫu mình đó. Tôi nói đúng cũng có tội, nhưng mà còn nếu mà nói chặt thì cũng tội. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Nếu mà nói Hiên Cơ mà nói cho đúng. Mà nói mà sang cái thiên lôi nó đã mà trời nó đánh cái xác mình nó cháy khét luôn. Không cái đó là em thấy ra nó đỏ nó thiệt. Nói Hiên Cơ mà mượn trời nói đi. Chẳng hà bây giờ mình nói giảng thì chẳng hà giờ mình nói giảng thì cho đúng chứ đừng nói sai. Dạ đúng rồi, ông ngoại em nói mà hà mình không biết mình hỏi người lớn còn không chấp. Mà mấy người mà biết rồi mà chấp một con đứa nít đó. Vậy là không phải. Phải đi bằng đêm mình cho dễ dễ, người phạm khỏi thấy mặt mình ngày mơ ra đường. Vậy nào không biết nhỏ thì phải hôn mình gặp người ta cho chắc. Heo cũng như là ba câu hỏi của chú nãy hỏi đó, có thể heo giải thích như thế nào không? Thì heo nãy heo nói rồi, heo hỏi ông rồi mà ông Út trả lời. Tại vì trao đổi là khi mà ông Út tâm bị vô cái bàn này và ngay vô cái cục đất vuông này đó, ngay chỗ mình ngồi là vuông luôn á, ngay chỗ mình ngồi vuông thôi chứ đừng nói hết cục đất này. Khi mà ông chấp nhận vô ông trao đổi với ông ba thì người trong bàn á, dù đứa con nít nó thắc mắc sẽ hỏi thì chú Út phải trả lời.
Tại vì con á, ở quê con á, có nhiều ông á, cỡ tuổi ông Út lắm. Có cái nói cái nào đúng, nãy con nói rồi mà ông Út từ đầu ông nằm đây nè, anh chưa lại đâu. Ông nghe em nói chuyện với mấy anh, ông biết mà. Em cái gì mà không vừa ý là em nói. Ví dụ như em nói chuyện đi, có người nghe người ta không thích, là do kiếp trước người ta không thích em. Chứ còn kiếp này em đâu có gì đâu mà người ta ghét. Tại vì đây là mình cũng mới nhau không nè, đâu có gì đâu, nói gì vậy. Nhưng mà em có cái em buồn Út là Út nói một câu giống ông Tư. Nhưng mà ông Út không trả lời được như ông Tư. Em hết giọng ơi. Tao ngồi 24 trên 24 tại chỗ cái cây mà cái chùa á, có cái bồn lớn đó. Còn cái vụ mà ông nói trái máy em cũng giải thích rồi đó. Trái máy là lý do sao trái máy em? Hồi nãy ông Út nói nếu mà ai quay lén á, mà ông Út không được phép á, thì nó sẽ trái máy. Của tên Đình Xế Thơ cũng vậy, tên Đình Xế Sơ là ông Út ông không có cho quay, mà mọi người quay á thì ông bị trái máy. Thì theo cái cảm nhận của bé Heo là tại vì ông Út nói á, là ông Út trao đổi, mà khi ông Út trao đổi thì cái nếu mà mấy anh quay vậy đó thì sẽ không ngừng được cái cuộc tắt đó. Nếu mà mấy anh tắt máy là không được, vì bà con nó đang coi trực tiếp mà. Tự nhiên mấy anh tắt máy là bà con không đồng ý liền. Thứ nhất là ông Út lại ngay chỗ anh em mình với ông ba ông ngồi chơi là ông trao đổi. Thì ông ba trả lời xong thì tự nhiên con bé Heo nó hiếu kỳ nó lại hỏi. Thì ông Út ông trả lời những câu đó. Thì các mạnh thường quân người ta đang coi, hoặc là khán giả cộng đồng mạng đang coi, nó nói ủa sao một đứa bé nó nhỏ ở ổng là sao con giáp gì đó. Ông không trả lời cho đứa bé đó. Mà quay ông lại ông còn nói là một con nít ke không nói chuyện được. Vậy là ông phải là người trong đạo. Ông không phải là người trong đạo. Khi một đứa bé không biết gì đạo hết, nếu mà ông điều tra lý lịch, cái xác bé Heo chưa hề biết đạo. Còn mặc đồ là do bé Heo đam mê và cái bệnh của bé Heo thôi. Nếu là tới nhà quê hương xứ sở bé Heo, điều tra ra bé này là một đứa bệnh. Nó bệnh từ hồi 5 tuổi tới giờ. Nó như thế nào là có hết, giấy tờ đều có hết. Như vậy phải mà bé này nó linh căn hay phần căn ông này bà nọ thì trách nó được, đúng không? Ông bà mình nói mà, một khi nói chuyện ông ngoại của bé nói nha cậu mà con xin lỗi cậu á, là cậu nãy rồi cậu nhìn con đó, ông ngoại con nói á, một khi hàng mình không biết mình hỏi, mà khi người ta biết rồi đó mà người cha lại nói á, mình đã chửi mình thế này thế nọ, là mình cảm ơn cái người chửi mình đi, tại vì người đó đang xả cái nghiệp cho mình đó cậu. Đó là ông ngoại con nói, nhà nãy con có nói tên ông ngoại con rồi đấy. Nó như vậy là cảm ơn ông hôm nay, hay là chú hôm nay chú chửi con là con đang bị xả cái nghiệp, là con rất mừng là con xả được cái nghiệp đó. Còn con lên YouTube đối với mấy chú nghĩ ở ngoài đời xã hội thì có nghĩa là lên xã hội đây là tụi con sẽ bon chen để nổi tiếng, là không phải. Đối với ông ngoại con nói vậy nè, tao lên YouTube á, lỡ mà tao có chết á, Diêm Vương á, nó coi cái màn hình đó nó dễ xử, đối với tao là vậy. Còn đối với cộng đồng mạng, bà con bá gia bá tánh thì tao không biết đó, ngoại con cũng nói với bà con hàng xóm nó như vậy. Như vậy ở đây không hơn thua chú đó, mình nói thật lòng anh, cái tâm mình là nói như vậy. Con nói chú đúng không? Con đến đây cái gì cũng mới hết, nói chú không mấy. Hỏi thăm luôn kìa. Tại vì hồi nãy là cái vụ trái máy á, là chú Út kêu quay. Chú Út kêu quay là có trái máy, chú quay luôn. Nên cái máy của chú để từ đầu tới giờ. Đó là do chú Út Hậu. Tại vì chú cũng không tin. Chú nói là trái máy chú không tin nên chú kêu mấy anh em đi quay luôn. Không mà, vậy chứ cái gì xài lâu phải đứt cái sao. Tại vì xài quay. Vậy con cảm ơn chú Út với tất cả cô chú ở đây và mấy anh đây và những người phước mặt ở miếng đất này. Tại vì những gì con thắc mắc là con đã hỏi xong rồi. Đang đâu vậy? Cảm ơn chú Út hỏi rất nhiều. Đang ở đâu? Xong rồi Heo, khách chuyện Heo. Còn chuyện gì nữa không Heo? Cái đó là tại nãy bé Heo hắc mắc hỏi thôi. Hồi sáng 3 giờ nó dần. Ủa về nhà sao? Tại vì chú Út Hậu biết không? Về nhà thôi. Cái lực nhân quả là có đó chú Út. Hồi sáng á, chú la người ta nhịn chú.
vô tình cái chú lại đây người khác cự là chú, đó là lực nhân quả có thiệt. Ông ngoại con nói giờ có đúng. Hồi bữa đầu tiên con lên đây là tối mùng 6, con đứng ngay từ cứ phủ quá con khóc. Con khóc mấy anh con hỏi con với mấy cậu con hỏi con là đây cậu con, đây anh con. Hỏi con rồi con mới nói là em không biết, nhớ ngoại quá. Tự nhiên nhìn phủ ông bà hơi. Bây giờ nhìn lại nhà ông ba bảo cái nhớ ngoại khóc. Mày thấy ngoại nói những gì có. Ông ngoại nói mày mới chửi người ta đây, mày ra cổng của ông ba người ta chửi là mình. Có thiệt, đúng là lực nhân quả có thiệt. Mà sáng chú thét người ta. Thì bây giờ vô đây gọi là mấy chú gọi lại đây là chúa Sơn Lâm đó. Nó không nhịn. Nó như vậy. Bây giờ nè, lực nhân quả thì lực nhân quả là bất diễn thì Lâm Nguy thì có kẻ của mình. Cho mày thấy. Con bộ hồi đó đó, từ đây cho tới ngày sáng mùng 1. Nhà của con ở dưới quê hương Đồng Khởi chú. Và quê nội của con. Còn quê ngoại con là tại thành phố Vĩnh Long. Còn con tạm vắng tạm trú ở thành phố đang thì bệnh con. Dạ con ở quận 10. Dạ con nằm bên Ngô Gia Tự ở bên chợ. Dạ. Hôm nay ở Ngô Gia Tự chắc cũng chưa thành. Dạ đúng rồi đấy chú Hậu. Dạ. Ở thành phố là đang điều trị bệnh, bệnh nói nhiều của con á. Ngoại trừ suy đầu hứng thở. Tiếp oxy. Còn mấy cái chuyện khác đó là không. Tại vì cái sự không nói không là không đó. Cái đầu bút nói trên đó bất kỳ là gì cũng là cũng như là cái mặt bàn đó. Cái tâm mình đặt sai chỗ là mình khổ. Còn mình đặt đúng nơi đúng chỗ là tao đâu có biết được đâu. Cái gì mày nói cho đồng bào chăm như mày nếu sao không kiếm sao. À, vừa rồi thì Vinh Úc cũng ngồi gần đây thì cũng nghe mình nói chuyện về vấn đề mèo kêu bé Tuấn là sao thì mình cũng có hỏi về ba câu. Thì đây cũng có bé heo ngồi cặp bên ông ba. Rồi Vinh này thì Vinh Úc thì nói là không có quay lên clip, nhưng mà Vinh Úc cũng có nói về bên ngoài không lên clip. Chú Mậu quê đâu? Thì cái gì cái, tại vì giáo lý của thầy thì ai hiểu theo theo một cái sự hiểu của mỗi người. Nếu mà con lên thành ra là nói chung ra cái nếu cái người đã hiểu được vấn đề cái giáo lý của thầy á thì giáo lý của thầy á là sâu cạn gì cũng hiểu được. Rồi nếu mà mình hiểu được á thì hình như là chỉ là một mà thôi, tại vì đúng với sai của mình hiện giờ là mình nhận được chỉ là một thì ok, chứ không có gì là sai gì là đúng. Nhưng mà cái thực tế là mình phải biết tìm về cái móc phá của thầy mình dạy đó thì mới gọi là đúng. Rồi vấn đề mà để mà cái giáo lý mà để mà ra để mà đàm phán, rồi hai nữa là để mà thử thách với nhau à, cao với thấp đó, thì cái đó thì nhìn như nó cũng lâu lắm rồi đó đồng bào. Bây giờ mình phải tìm ra được cái móc phá nó nằm từ đâu ra, thì từ ở trong bộ não của mình loại tầm ra từ giáo lý thì nó là gì đây. Xả thân mới tầm đạo một mai cứu đời, thì là thầy đã dạy khi nào mình phải xả thân rồi mình phải tầm ra thì mới tìm vào con đường bất sanh bất diệt được. Cái giáo lý thì của thầy học giáo lý rồi đó, dành tranh với lựng đặng dành cơm cá thì cái đó nó không đạt, tại vì thầy có diễn tả đó nghe đồng bào trong nhà nước và đồng đạo. Mình phải nghiên cứu tất cả những gì ngồi bàn luận với nhau ngày hôm nay, bàn luận mà có xích mích và cao thấp, ngày mai mình vẫn gặp nhau vẫn bình thường, đó là đạo. Bằng không mình nói là bữa nay gì ông này cũng trả lời không được, ngày mai gặp ông trả lời. À, cái đó là do cái ngã chấp của mình nha đồng bào, tất cả huynh đệ. Tại vì từ cái ngã chấp, cái tôi, cái ta, thì thành ra mình phải dính vào cái gì. Không có mở được cái trí huệ là cái điển quang
điển quang, lực lượng ánh sáng điển quang mà mình mới câu thông được cùng Thượng Đế và cha mẹ mình chỉ hiệp nhất về với mình đó, thì phải giả trả về số 0. Mà cái con số 0 này nó rất là dễ tìm, nhưng mà nếu mà muốn tìm được đó thì mình thấy nó cũng rất dễ. Nhưng trong cái dễ, đối với người có cái dễ rồi chứ sự thật nó là rất khó, mà rất khó nhưng mà lại nó cũng rất dễ, hai cái đều giống nhau nha. Đó là nó dễ, tại vì thầy đã ân xá rồi, chỉ trong một khắc cũng trầu như lai nữa, yêu cầu mình ngộ thôi một chút xíu thôi là cũng khai ngộ, là cũng trầu như lai như thường, tại thầy đã ân xá rồi. Chứ đúng ra quỷ diệt là năm Bính Tý, là mà nếu quỷ diệt năm Bính Tý thì đến ngày nay là có quỷ diệt nữa không? Không, chỉ chút đỉnh là cái tâm ma của mình đó. Tại vì thầy đã trở lại để cứu các con rồi đó, thì mình phải làm gì đây? Mình phải lấy tình thương và hiệp nhất với nhau, và mở hết được cái trí huệ bên trong của mình, thì mình mới tìm ra được một cái lực lượng ánh sáng điển quang, rồi mới biết được cái thiên đàng tại thế như thế nào. Thiên đàng tại thế là bồng lai tại thế đó, thì nó rất dễ hiểu. Nó thành ra thôi thì cái này nãy giờ bé heo cũng có nói rồi, tại vì bé heo thì nó cũng không phải một người đạo nào hết. Thì nếu mà mình cũng biết bé heo cũng trên vấn đề cũng mấy hùng thiện nguyện với ông tùm lung này giới thiệu qua lại đó, mình cũng biết thôi. Nhưng mà con bé heo này thì mình biết nó là nó nói cũng chánh trực nha, mà cái đúng sai đó thì mình không biết nha quý vị. Đúng sai thì để mọi người, tại cái đúng cái sai mình nghĩ có một thôi, còn mọi người nghĩ sao. Nhưng mà nó thì nó ăn nói chánh trực á. Nếu mà cái người mà nói mà không ngồi nguyên bàn mà ai mà nói cái gì chịch là nó phan lại liền. Nó, con nhỏ này nó được cái đó. Rồi cái đúng cái sai đó, tùy theo mọi người nhìn cái đó. Mình cũng không cho nó đúng hoặc là không cho nó sai cái đó, tùy, tại vì mình biết ấy. Đó vậy thôi thì nãy giờ thì cũng qua lại một chút rồi mình mới giải về vấn đề cái heo chút vậy đó. Thành ra đồng bào trong nhà ngoài nước cũng hiểu cho cái heo, cũng có một cái tinh thần để trợ lực cho bé heo, để cho bé heo nó cũng có lên được cộng đồng mạng nào ha, cho nó vui. Tại nhỏ này tánh cũng vui, nhưng mà nó cũng biết cái lực pháp của tu đó nha đồng bào, nó cũng biết á. Thì để đây, tại vì thầy nói là thầy khùng trở lại quá điên, mà cái người điên điên khùng khùng với chứ coi chừng cũng không phải là điên, cũng phải khùng. Nhưng mà do mỗi người là nó có một cái sứ mạng riêng hết, chứ không ai giống ai đó. Thành ra là thôi thì cái clip này cũng tình cờ cái clip này để quay thôi, chứ không phải là mấy anh em YouTube này quay cái clip này. Nhưng mà tại vì mấy anh em này thấy con bé heo nói chuyện nghe thấy cũng được, rồi thành ra mới quay. Rồi có mình ở đây thôi, mình cũng cộng thêm mình trợ lực cho bé heo chút xíu. Vậy thôi, cũng xin chào đồng bào trong và ngoài nước, và có gì hỗ trợ cho bé heo và tất cả mấy anh em YouTube. Xin chào đồng bào trong và ngoài nước. Hẹn clip khác.